Xin chào anh chị các bạn. Hiện tại thì với khách hàng ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh hay một số tỉnh lân cận như Bắc Giang, Hà Nội, Long Biên, Hải Dương thì Long Biên Four có mở một chi nhánh tại thành phố Bắc Ninh, cụ thể là ở chân tòa Cao Nguyên, rất gần các showroom Toyota, Mazda, Honda. Anh chị có nhu cầu mua xe, xem xe, các đầu xe của Four thì có thể liên hệ trực tiếp qua hotline được đính kèm trên màn hình để chúng ta đến xem xe cũng như là được tư vấn mà không cần phải đi lại quá xa. Hiện tại thì bên em có đầy đủ những cái đầu xe như là Ranger, Everest hay là Territory để anh chị có thể tham khảo và trải nghiệm thực tế cái xe mà mình không phải xa Hà Nội hay là qua showroom ở trên Bắc Giang. Hiện nay thì trong tháng này, tháng 3 thì Ford Ranger đang được khuyến mại giảm giá tiền mặt hầu hết các phiên bản. Cụ thể chính sách bán hàng của từng phiên bản thì do quy định về chào giá bán nên là bên em sẽ thông tin và chuyển đến anh chị khi mà mình chủ động liên hệ giúp qua bên em, có thể nhắn tin, gọi điện qua Zalo để bên em gửi báo giá cũng như là giá lăn bánh các phiên bản cho anh chị nhé. Ở trước mặt mình là bản bán chạy nhất là bản Ranger XLS một cầu số tự động, giá niêm yết là 688 triệu đồng. Sau bản Ranger XLS này thì chúng ta có bản phiên bản giá rẻ nhất này, 659 triệu đồng, đây là bản Ranger XL. Lăn bánh bản XL rẻ nhất hiện nay nó sẽ dao động vào khoảng chưa đến 700 triệu. Bản XLS 2 cầu số tự động 756 triệu đồng. Hiện nay thì toàn bộ những đầu Ranger còn lại như là XLT hay Wildtrak thì bên em đều có chương trình khuyến mại rất là tốt, giảm giá tiền mặt cũng như là tặng kèm phụ kiện. Tất nhiên thì để cụ thể về giá bán, giá lăn bánh thì vẫn phải nhờ anh chị liên hệ trực tiếp qua hotline đăng kèm trên màn hình giúp em để mình có cái giá bán cũng như là cái tư vấn về các phiên bản một cách hợp lý nhất nhé. Wildtrak thì là bản cao cấp nhất, 965 triệu. Ngoài ra thì với anh chị là tìm hiểu sâu như Ranger Raptor thì bên em sẽ về ra mắt trong khoảng vài tháng tới nhé. Có thông tin thì bên em sẽ cập nhật thêm. Rồi, báo giá nhanh qua một số phiên bản Ranger và một số dòng xe có sẵn hiện nay. Thì bên em có sẵn rất nhiều xe mà mình có thể qua tham khảo xem trực tiếp nhé. Ford Bắc Ninh tại đường Lê Thái Tổ, và anh chị có nhu cầu thì vui lòng alo trực tiếp giúp em.